Thích kiểu này à? Không. Bảo luôn từ đầu đi, bây giờ làm xong này rồi làm sao mà chỉnh được nữa. Đâu bảo thế mà. Hả? Đâu, con lúc đầu con nói với chú đấy, bảo chú kiểu như nào thế nào. Ô, chú đang, con đang nói chuyện với chú mà. Lúc đầu con bảo với chú đấy như nào? Con đứa màu với chú nói xém lắm. Như thế này em sao mới đi học được? Xong đi học được. Phải ổn, phải như em. Bây giờ như này nhá, chú bảo nhá, về nhà gội đầu ấy, buổi sáng gội đầu thì con vuốt chút tinh dầu vào. Xong con để như này. Lâu lắm vậy đi nhá. Xong buổi tối trước khi đi ngủ con cũng gội, thế xong con sấy khô bình thường. Chắc khoảng tầm 8 ngày là xong, đã đi học chưa? Trong 8 ngày đi học đấy thì con buộc lên. Thế bây giờ con muốn như nào? Muốn như em. Muốn như em. Nhưng muốn như em thì phải giãn lông mày ra tươi lên, cười cái này. Nope. Ờ, đúng không? Muốn như em đây. Con nhìn em nó tươi thế này cơ mà. Nào, nào bây giờ thử. Nào thử, thử một cái rồi chúng xem như em nha. Nào ok, giãn lông mày ra. Rồi ok, chú làm cho như em nhé. Yes. Rồi.